nước ấy hiền hòa mang tình anh trai nghèo nhưng đem lòng thương cô. Yeah, yeah. Tay cô em gái ngồi Ferrari, trên tay cầm cái bóp hiệu Gucci. Lại gần anh hỏi nhỏ em thích ăn gì, nếu em nói ăn gì cũng được thì anh dắt em ăn mì. Hải Dương 34 chào anh em nhá. Đam mê của tôi à. Lưu ý bàn trang xếp trong nhà thờ. Hoa sen hoa thiên đông. Thế dịch xong kiểu sách bao đồ,